nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn trọng thương tại trường. Do xích mích từ trước, một nam sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy, Thái Bình dùng dao đâm bạn trọng thương. Sáng ngày 27 tháng 12, trao đổi với Dinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn khiến nạn nhân phải nhập viện. Sự việc xảy ra giờ ra chơi ngày 26 tháng 12, do có xích mích trước đó, một nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn ngay tại trường học. Hai cháu này là anh em họ. Do có mâu thuẫn từ trước, một cháu dùng dao đâm bạn. Sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu, lãnh đạo xã Thụy Sơn nói. Theo vị lãnh đạo xã, sức khỏe của nam sinh bị đâm giờ đã ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.